Xin chào các bạn, hôm nay blog trị bệnh sẽ giới thiệu tới các bạn loại thuốc Amprinavir. Tác dụng của Amprinavir là gì? Amprinavir là thuốc kháng virus thuộc nhóm các chất ức chế HIV protease. Amprinavir ngăn chặn việc các tế bào virus suy giảm miễn dịch HIV nhân rộng trong cơ thể. Amprinavir được sử dụng để điều trị HIV gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải AIDS. Amprenavir không phải phương pháp chữa bệnh HIV AIDS. Amprenavir cũng có thể được sử dụng cho các mục đích khác. Bạn nên dùng Amprenavir như thế nào? Hãy dùng Amprenavir chính xác theo chỉ định, không dùng thuốc với số lượng lớn hơn hoặc dùng thuốc lâu hơn so với khuyến cáo của bác sĩ, thực hiện theo các hướng dẫn ghi trên nhãn thuốc. Uống Amprenavir với nhiều nước. 240ml Amprenavir có thể uống chung hoặc không với thức ăn. Tránh dùng thức ăn chứa nhiều chất béo vì có thể khiến cơ thể khó hấp thu thuốc Amprenavir. Đo lượng dung dịch thuốc Amprenavir bằng muỗng đo chuyên dụng hoặc ly, không dùng muỗng ăn nếu bạn không có thiết bị đo liều lượng. Hãy nói dược sĩ đưa cho bạn một cái, chỉ chuyển đổi từ viên nang Amprenavir sang dạng thuốc uống lỏng theo chỉ định của bác sĩ. Hãy chắc chắn dùng đúng dạng thuốc mỗi khi nhận toa thuốc mới. Hãy sử dụng Amprenavir thường xuyên để có hiệu quả tốt nhất. Hãy tiếp tục lấy thuốc mới trước khi hoàn toàn dùng hết thuốc cũ. HIV AIDS thường được điều trị kết hợp với các loại thuốc khác nhau. Để có được sự điều trị tốt nhất cho bệnh của bạn, sử dụng tất cả các loại thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ. Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc hoặc hướng dẫn cho bệnh nhân được cung cấp chung với thuốc. Không thay đổi liều dùng hoặc thay đổi lịch uống thuốc mà không có chỉ định của bác sĩ. Người nhiễm HIV AIDS nên được bác sĩ theo dõi chăm sóc để chắc chắn thuốc giúp cải thiện tình trạng bệnh. Bạn cần phải kiểm tra máu thường xuyên, bạn cũng có thể phải được kiểm tra chức năng gan. Không bỏ qua bất kỳ cuộc hẹn khám nào với bác sĩ, bạn nên bảo quản Amprenavir như thế nào? Bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh ẩm, tránh ánh sáng, không bảo quản trong phòng tắm, không bảo quản trong ngăn đá. Mỗi loại thuốc có thể có các phương pháp bảo quản khác nhau, đọc kỹ hướng dẫn bảo quản trên bao bì. Hoặc hỏi dược sĩ, giữ thuốc tránh xa tầm tay trẻ em và thú nuôi, không vứt thuốc vào toilet hoặc đường ống dẫn nước trừ khi có yêu cầu. Vứt thuốc đúng cách khi thuốc quá hạn hoặc không thể sử dụng, tham khảo ý kiến dược sĩ hoặc công ty xử lý rác thải địa phương về cách tiêu hủy thuốc an toàn. Liều dùng, những thông tin được cung cấp không thể thay thế cho lời khuyên của các chuyên viên y tế. Hãy luôn tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi quyết định dùng thuốc. Liều dùng Amprenavir cho người lớn là gì? Liều thông thường cho người lớn nhiễm HIV viên nang 1200mg uống 2 lần một ngày, dung dịch uống 1400mg 93ml uống 2 lần một ngày. Liều dùng Amprenavir cho trẻ em là gì? Liều thông thường cho trẻ bị nhiễm HIV công thức cho viên nang chức năng 4 đến 12 tuổi hoặc 13 đến 16 tuổi và nhẹ hơn 50kg uống 20mg trên kg 2 lần một ngày hoặc 15mg trên kg uống mỗi ngày 3 lần. Không dùng quá 2400mg một ngày, 13 đến 16 tuổi và nặng trên 50kg, 1200mg uống 2 lần một ngày, dung dịch uống. 4 đến 12 tuổi hoặc 13 đến 16 tuổi và nhẹ hơn 50kg, 22,5mg trên kg, 1,5ml trên kg uống 2 lần một ngày hoặc 17mg trên kg, 1ml trên kg uống 3 lần một ngày, không dùng quá 2800mg một ngày, 13 đến 16 tuổi và nặng 50kg trở lên, 1400mg 93ml uống 2 lần một ngày. Amprenavir có những dạng và hàm lượng nào? Amprenavir có những dạng và hàm lượng sau: viên nang, thuốc uống 50mg, dung dịch thuốc uống 15mg ml. Tác dụng phụ, bạn sẽ gặp tác dụng phụ nào khi dùng Amprenavir? Đi cấp cứu nếu bạn có bất cứ dấu hiệu dị ứng nào như phát ban, khó thở, sưng mặt môi, lưỡi hoặc họng, ngưng dùng Amprenavir và gọi cho bác sĩ ngay nếu bạn mắc bất cứ tác dụng phụ nghiêm trọng. Sốt, đau họng và đau đầu kèm rộp da nặng, bong chóc và phát ban đỏ, da tái hoặc vàng da, nước tiểu màu sậm. Sốt, rối loạn hay yếu trong người, đi tiểu nhiều hoặc khát cùng cực, dễ bị bầm tím hoặc chảy máu. Có dấu hiệu nhiễm trùng khác như sốt, ớn lạnh, ho hoặc các triệu chứng cúm, co giật. Đau cơ và yếu cơ, tim đập nhanh, tê dần hoặc có cảm giác lạnh ở cánh tay hoặc chân, triệu chứng khi sử dụng dung dịch uống Amprenavir. Hãy tiếp tục dùng thuốc và khám bác sĩ nếu bạn mắc bất cứ phản ứng phụ ít nghiêm trọng như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, đau dạ dày, tê hoặc ngứa, đặc biệt ở xung quanh vùng miệng. Đau đầu, các thay đổi trong tâm trạng, thay đổi trong hình dạng hoặc vị trí của mỡ trong cơ thể, đặc biệt là ở cánh tay, chân, mặt, cổ, ngực và eo. Không phải ai cũng biểu hiện các tác dụng phụ như trên, có thể có các tác dụng phụ khác không được đề cập. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về các tác dụng phụ, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ. Thận trọng, cảnh báo, trước khi dùng Amprenavir, bạn nên nói với bác sĩ và dược sĩ nếu bạn bị dị ứng với Amprenavir.
thuốc Sunfa hoặc bất kỳ loại thuốc khác, nói với bác sĩ và dược sĩ về các thuốc kê theo toa và không kê theo toa khác, vitamin và các chất bổ sung dinh dưỡng mà bạn đang dùng hoặc dự định dùng, đặc biệt là Alprazolam, Xanax, Amiodarone, Codarone, thuốc kháng axit, thuốc chống đông máu như Warfarin, Coumadin, Esomeprazole, Hisperdal, Atorvastatin, Lipitor, Bepirovirsen, Vascor, Betamethasone, Celestone, Bepirovirsen, Vascor, thuốc tránh thai, Carbamazepine, Carbachol, Epito, Tegretto, Cerivastatin, Baicol, Cimetidine, Tagamet, Sisapride, Prepoxit, Clorapet, Transcend, Clozapine, Clozaril, Acetate, Cortisone, Copton, Dapsan, Avlosulfone, Delaverdin, Prescriptor, Dexamethasone, Dicadren, Hexedrol. Những thuốc khác: Diazepam, Valium, Didanozin, Videx, Dihydroergotamine, DHE, 45, Migreno, Diltiazem, Cardicem, Dilacor, Efaviren, Sustiva, Egonovin, Egochef, Egotamine, Cafergot, Ecap. Những thuốc khác: Erythromycin, Esimycin, PCE, Flurapam, DALMANE, Hydrocortisone, Coctep, Coctenema, Hydrocortin, Itraconazole, Spiranox, Lidocaine, Silocaine, Lidopan Auto-Injector. Những thuốc khác: Loratadine, Claritin, Lovastatin, Mevacor. Thuốc cho bệnh trầm cảm như Amitriptyline, Elavo, Amoxapin, Asendin, Clomipramine, Anafrenil, Dizipramine, Nopramin, Doxepan, Erdapan, Siniquan, Imipramine, Tofrenil, Notriptyline, Aventin, Pamelo, Protriptyline, Vervasol và Chimipramine, Sermental. Thuốc cho bệnh tiểu đường: Methylprednisolone, Dipometrol, Midazolam, Vers, Neverepin, Viramun, Nicardipine, Cardan, Nifedipine, Adalat, Procardia, Nimodipine, Nimotop, Phenobarbital, Babita, Phenytoin, Dilantin, Diphenylon, Sodium, Pimozid, Orap, Prednisolone, Dentacotep, Prelone, Prednison, Oration, Dentawan. Những thuốc khác: Quinidine, Quinaglut, Cardioquin, Quinidex, Rifabutin, Micobutin, Rifampin, Rifadine, Rifermet, Rifater, Rimactane, Ritonavi, Novia, Sildenafil, Viagra, Simvastatin, Zocor. Thuốc steroid như estrogen hay progesterone, Terfenadine, Seldon, Triamcinolone, Aristocort, Kenacort, Triazolam, Hansion, vitamin E và các vitamin khác. Dùng Amprenavi 1 giờ trước hoặc 1 giờ sau khi dùng thuốc kháng axit hoặc Didanozin, Videx. Nói với bác sĩ và dược sĩ về những sản phẩm thảo dược bạn đang dùng, đặc biệt ST, Johnwood, Kayban hay các sản phẩm có chứa ST. Johnwood cho bác sĩ biết nếu bạn đang hoặc đã từng mắc bệnh gan hoặc bệnh thận, bệnh tiểu đường, hoặc trứng hay chảy máu. Cho bác sĩ biết nếu bạn đang mang thai, dự định có thai hoặc đang cho con bú. Một khi bắt đầu dùng Amprenavi, bạn không nên có thai hoặc cho trẻ dùng sữa mẹ nếu bạn có thai trong khi dùng viên nang Amprenavi. Hãy gọi cho bác sĩ. Nếu bạn đang dùng thuốc tránh thai, bạn nên hỏi bác sĩ về việc sử dụng các phương pháp tránh thai khác vì Amprenavi có thể làm giảm hiệu quả của thuốc ngừa thai. Nếu bạn đang dùng dung dịch Amprenavi, bạn nên tránh uống rượu, chất béo cơ thể có thể tăng lên hoặc di chuyển đến các vị trí khác nhau trong cơ thể, chẳng hạn như ngực và lưng. Những điều cần lưu ý nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú: vẫn chưa có đầy đủ các nghiên cứu để xác định rủi ro khi dùng thuốc này trong thời kỳ mang thai hoặc cho con bú. Trước khi dùng thuốc, hãy luôn hỏi ý kiến bác sĩ để cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ. Thuốc này thuộc nhóm thuốc C đối với thai kỳ theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA. Bạn không nên cho trẻ bú mẹ khi bạn đang sử dụng Amprenavi. Phụ nữ bị nhiễm HIV/AIDS hoàn toàn không nên nuôi con bằng sữa mẹ. Ngay cả khi bé được sinh ra mà không bị nhiễm HIV, bạn vẫn có thể truyền bệnh cho em bé qua sữa của bạn. Ghi chú: phân loại thuốc dùng cho phụ nữ có thai: A bằng không có nguy cơ, B bằng không có nguy cơ trong vài nghiên cứu, C bằng có thể có nguy cơ, D bằng có bằng chứng về nguy cơ, X bằng chống chỉ định, N bằng vẫn chưa biết. Tương tác thuốc Amprenavi có thể tương tác với thuốc nào? Tương tác thuốc có thể làm thay đổi khả năng hoạt động của thuốc hoặc gia tăng ảnh hưởng của các tác dụng phụ. Tài liệu này không bao gồm đầy đủ các tương tác thuốc có thể xảy ra. Hãy viết một danh sách những thuốc bạn đang dùng, bao gồm thuốc được kê toa, không kê toa và thực phẩm chức năng, và cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn xem. Không được tự ý dùng thuốc, ngừng hoặc thay đổi liều lượng của thuốc mà không có sự cho phép của bác sĩ. Amprenavi không nên dùng chung với Ritonavi, Novia nếu bạn cũng đang sử dụng một loại thuốc steroid gọi là Flutikizin, Advair, Flunay, Flavan. Hãy hỏi bác sĩ về việc uống các thuốc kháng virus khác hoặc cách sử dụng thuốc để điều trị cho tình trạng dị ứng của bạn. Trước khi dùng Amprenavi, cho bác sĩ biết nếu bạn đang sử dụng Bepridil, Vascor, Johnwood, Kayban, vitamin E, tocopherol, kháng sinh như clarithromycin, biacin, itraconazole, spironolactone, ketoconazole, nizoral, rifabutin, micobutin hoặc rifampin, rifadine, rimactane, rifater, thuốc làm loãng máu như warfarin, coumadin,
thuốc chống trầm cảm như Amitriptyline, Elavo, Etrafong, Imipramine, Zanamycin, Tofranil, Trazodone, Disirel. Và những thuốc khác thuốc chẹn kênh canxi như Amlodipine, Caduet, Lertral, Novas, Diltiazem, Tiazac, Cactia, Dilacor, Felodipine, Plendil, Nifedipine, Procardia, Adalat hoặc Verapamil, Calan, Covera, Isoptin, Verelan. Thuốc hạ cholesterol như Atorvastatin, Lipitor, Lovastatin, Mevacor, Antocor hoặc Simvastatin, Zocor. Thuốc làm suy yếu hệ miễn dịch như Cycloporin, Gengrap, Nioro, Sandimwin, Sirolimus, Rapamun hoặc Tacrolimus, Prograf. Thuốc trợ tim như Amiodarone, Codarone hoặc Quinidine, Quinaglut, Quinidex. Các thuốc HIV, AIDS khác như Delaverdin, Prescriptor, Lopinavir, Ritonavir, Caltrate, Ritonavir, Novir hoặc Tipranavir, Aptivus, Insulin hay thuốc uống cho bệnh tiểu đường. Thuốc để điều trị rối loạn chức năng cương dương như Sildenafil, Viagra, Tadalafil, Cialis hay Vardenafil, Levitra. Thuốc chống động kinh như Carbamazepine, Carbatrol, Tecretol, Phenobarbital, Luminol, Sofotong hoặc Phenytoin, Dilantin. Thức ăn và rượu bia có ảnh hưởng tới amprinavia không? Những loại thuốc nhất định không được dùng trong bữa ăn hoặc cùng lúc với những loại thức ăn nhất định vì có thể xảy ra tương tác. Rượu và thuốc lá cũng có thể tương tác với vài loại thuốc nhất định. Hãy tham khảo ý kiến chuyên gia sức khỏe của bạn về việc uống thuốc cùng thức ăn. Rượu và thuốc lá, các sản phẩm bổ sung vitamin E, tình trạng sức khỏe nào ảnh hưởng đến amprinavia? Tình trạng sức khỏe của bạn có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng thuốc này, báo cho bác sĩ biết nếu bạn có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào. Đặc biệt là bệnh gan hoặc bệnh thận, bệnh tiểu đường, rối loạn máu như bệnh ưa chảy máu. Có mức cholesterol cao hoặc triglyceride cao, khẩn cấp quá liều, bạn nên làm gì trong trường hợp khẩn cấp hoặc dùng quá liều? Trong trường hợp khẩn cấp hoặc quá liều, gọi ngay cho trung tâm cấp cứu 115 hoặc đến trạm y tế địa phương gần nhất. Bạn nên làm gì nếu quên một liều? Nếu bạn quên dùng một liều thuốc, hãy uống càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, nếu gần với liều kế tiếp, hãy bỏ qua liều đã quên và uống liều kế tiếp vào thời điểm như kế hoạch. Không uống gấp đôi liều đã quy định. Blog trị bệnh chúc các bạn luôn khỏe mạnh để không phải sử dụng đến thuốc. Vui lòng đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.